Kính thưa quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mùng 3 Tết và xin gửi đến quý vị lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Hoạt động du xuân đón Tết tại một số nơi trong ngày mùng 2. Chiêm ngưỡng ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, chiếc ấn lớn nhất và đẹp nhất của triều Nguyễn. Truy tìm cô gái mất tích bí ẩn trong nhiều ngày qua. Man United thắp lại hy vọng vào top 4 của ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, trong không khí Tết sum vầy hội ngộ vẫn có những con người đang làm việc hết sức tích cực và khẩn trương. Tinh thần thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ Tết đã được thực hiện trong nhiều năm nay nhằm đảm bảo tiến độ của các dự án giao thông trọng điểm. Công trường dự án cao tốc Dần Phòng Nha Trang gác lại niềm vui sum họp cùng gia đình, người thân. Những kỹ sư, người lao động này đồng lòng chung sức ở lại công trường thi công xuyên Tết. Tuy có một chút là nhớ nhà và không được đón cái không khí Tết bên gia đình, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn quyết tâm làm sao mà thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, làm cho cái công trường có một cái bộ mặt thay đổi khác biệt so với thời điểm trước Tết. Tổ chức những cái ngày Tết giống như là một ngôi nhà thứ hai cho anh em, gói bánh chưng, bánh tét, làm những cái bữa tiệc nhỏ để anh em có cảm giác là giống như là đang ở cái ngôi nhà của mình để an tâm sản xuất. Hiện tại những khó khăn cơ bản về giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu đất đắp đã cơ bản được khắc phục. Hiện cũng là mùa khô nên việc thi công cũng thuận lợi. Tới thời điểm này, cung đường cao tốc Dân Phong Nha Trang đã dần thành hình. Mục tiêu đảm bảo tiến độ đang được các nhà thầu đặt quyết tâm cao nhất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành hơn 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Những ngày Tết Nguyên đán này, nhu cầu sử dụng máu để cấp cứu người bệnh lại tăng cao. Tại Quảng Ngãi, để có đủ lượng máu tiểu cầu cung cấp cho các bệnh viện và dự trữ, lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh đã và đang ứng trực, kịp thời hiến máu để cứu người. Đêm giao thừa, gia đình chị Trần Thị Trâm ở thành phố Quảng Ngãi lo lắng khi cha bị tai biến nguy kịch, cần người hiến tiểu cầu. Nghe tin, các chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tham gia hiến tiểu cầu. Có người thân mà nằm ở trong cái điều kiện là bị bệnh như thế và rất cần sự giúp đỡ từ bên ngoài và nhận được sự giúp đỡ từ các đơn vị công an thì gia đình cũng rất là biết ơn. Có trên 60 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động tự nguyện tham gia chương trình Xuân Hồng Yêu Thương nhằm hiến máu cứu người. Nhiều năm qua, chương trình này đã kịp thời cứu nhiều mạng người. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân vui xuân đón Tết, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ngãi còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái qua hành động hiến máu cứu người, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Tiếp theo là một thông tin phấn khởi cho công chức viên chức. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì dự kiến tiền lương bình quân của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khoảng 30%, thông tin từ Bộ Nội vụ. Theo phương án cải cách tiền lương, mức tăng trên sẽ bao gồm cả lương cơ bản và phụ cấp. Mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm tính từ năm 2025 khoảng 7% một năm. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như các bộ ngành trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Những ngày đầu xuân, đông đảo người dân và du khách thập phương đến viếng đền Trần tại tỉnh Nam Định. Thời tiết thuận lợi, mát mẻ, có nắng nhẹ, lại càng lý tưởng để du xuân, cầu bình an, hạnh phúc. Đi lễ đầu năm, ai cũng mang trong mình tâm trạng vui vẻ, phấn khởi ngày xuân. Cái không khí xuân và cái thời tiết xuân thì năm nay là quá đẹp. Con người thì càng ngày thấy càng thấy cảm giác như là thấy đẹp hơn. Rồi quần áo thì mọi người thấy đi chơi Tết rất là hoan hỷ. Gần như năm nào tôi cũng đến đền Trần để thứ nhất là tham quan vãng cảnh. Thứ hai là cũng muốn cầu lộc, cầu tài cho gia đình, mạnh khỏe, rồi làm ăn phát tài. Năm nay, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp đã chuyển hai bãi giữ xe phía trước khung viên đền ra chỗ khác, nhường chỗ cho các hoạt động trong lễ hội khai ấn sẽ tổ chức từ ngày 20 đến 25 tháng 2, nhằm ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch. Lực lượng chức năng địa phương cũng đảm bảo công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo người dân và du khách du xuân an toàn. Trong dịp Tết Giáp Thìn, đông đảo người dân và du khách đã đi du xuân, đã đến chiêm ngưỡng và cúng viếng tượng Phật cao nhất Việt Nam tại huyện Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa.
rất đông người dân và khách thập phương đã đến tham quan và cúng viếng tượng Đức Phật A Di Đà được đặt tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn nằm cạnh quốc lộ 1A. Đây là tượng Phật đã được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là tượng Phật cao nhất Việt Nam. Tượng có chiều cao 54m tính cả đế, khánh thành vào năm 2012 do hai điêu khắc gia Thụy Lam và Hồ Văn Đen thực hiện với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Những năm qua, để người dân dễ dàng lên thăm viếng, đường dốc đi lên tượng Đức Phật đã được nhà chùa mở rộng nên đã đón tiếp rất đông người dân và du khách của các Phật tử trong cả nước đến tham quan cúng viếng. Tượng Phật A Di Đà được coi là điểm đến tâm linh không thể không đến khi tới Khánh Hòa. Sau hơn 70 năm lưu lạc, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, chiếc ấn lớn nhất và đẹp nhất của triều Nguyễn đã được đón cái Tết đầu tiên trên quê hương. Ngày xuân, mời quý vị cùng chúng tôi chiêm ngưỡng di sản văn hóa mang ý nghĩa quan trọng này, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ấn Hoàng đế Chi Bảo là một di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Ấn được đúc vào năm 1823 thời Du Minh Mạng bằng vàng ròng, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông. Ngoài ấn làm con rồng uốn khúc được chạm khắc tinh xảo. Khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng ấn quý này cùng thanh bảo kiếm của vua Khải Định. Kim ấn đã có một hành trình dài lưu lạc lên đền. Đến cuối năm 2023 thì được hồi hương. Sau một quá trình đàm phán phức tạp với phía Pháp dưới sự bảo trợ của chính phủ Việt Nam, với mức giá chuyển nhượng tương đương hơn 153 tỷ đồng. Bảo vật này được hồi hương vào đúng dịp 200 năm nó được đúc. Cùng đoàn chính phủ đi sang bên Pháp thôi. Là cùng đoàn chính phủ đàm phán cái thứ mang cái ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo về Việt Nam được. Đấy là cái quan trọng nhất trong đời tôi. Ấn vàng được trưng bày tại tầng 5 của bảo tàng tư nhân này có camera và 4 đến 5 bảo vệ túc trực suốt ngày đêm. Tại đây còn có nhiều bộ sưu tập hiện vật lịch sử quý giá khác như đồ đồng Đông Sơn, gốm sứ Việt, đồ dùng thời phong kiến hay các loại đồng hồ thế kỷ 19-20 xuất xứ châu Âu. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự, gần 3.800 ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong 2 ngày Tết. Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới. Thưa quý vị, tai nạn giao thông luôn là vấn đề nóng trong mỗi dịp lễ Tết. Từ sáng 30 đến mùng 1 Tết, các bệnh viện đã tiếp nhận 3.782 trường hợp liên quan tai nạn giao thông. Trong đó thì có 1.500 người phải nhập viện điều trị. Bộ Y tế ghi nhận số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng gần 500 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông khiến 35 người chết, giảm 6 ca so với năm ngoái và 66 người bị thương. Riêng trong ngày mùng 2 Tết, Bộ Công an cho biết toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 28 người, bị thương 87 người. So với ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết, đã tăng 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người thiệt mạng và tăng 22 người bị thương. Tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người. Đường thủy, đường hàng không, đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 7.500 trường hợp, bị xử phạt hành chính, tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán còn kéo dài, lượng người dân bắt đầu các chuyến du xuân, trải hội đầu xuân ngày càng đông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng tăng. Vì vậy, để có những ngày xuân trọn vẹn bên gia đình, người thân, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu và nhất là không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, một người đàn ông dắt xe máy đi ngược chiều cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong lúc hàng loạt xe bốn bánh đang đổ về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đã diễn ra vào chiều qua gần nút giao Thân Cửu Nghĩa, đoạn thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đầu giờ chiều qua, nhiều người đi trên xe ô tô trên cao tốc hướng từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một chiếc xe máy bỏ không trên đoạn gần nút giao Thân Cửu Nghĩa. Một lúc sau thì một người đàn ông hơn 50 tuổi dẫn bộ xe này cặp theo dải ta luy đi ngược chiều ra trạm thu phí. Khi được hỏi, người đàn ông cho hay nhà ở Long An đang trên đường về thành phố Mỹ Tho thì đi nhập vào đây. Người này đã được hướng dẫn đi ra ngoài an toàn. Theo một số người dân sống ven đường dẫn cao tốc, trong những ngày này liên tục phát hiện xe máy lưu thông vào cao tốc, nhưng chỉ một số ít đi ngược chiều quay ra ngoài. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao.
Một cô gái đã báo tin với người nhà là chuẩn bị về quê đón Tết Nguyên Đán trong ngày 8 tháng 2, tức là 29 Tết, nhưng sau đó mất tích bí ẩn. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nơi cô gái này tạm trú, đang vào cuộc xác minh điều tra. Cô gái này là Di Thị Thờ, 25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân ở phường Tân Nhân Phú B. Trước đó ngày 8 tháng 2 nhằm 29 Tết Nguyên Đán, Thờ thông báo là chuẩn bị về quê ăn Tết với người thân ở huyện Cẩm Mỹ, cách đó khoảng 80 km. Chờ hoài nhưng không thấy, nên gia đình liên lạc khắp nơi để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sốt ruột, họ chạy lên tận phòng trọ, nhưng chị Thờ vẫn bật vô âm tính. Trong phòng trọ vẫn có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ chị chuẩn bị mang về quê. Nhưng ba lô cá nhân và chìa khóa xe thì không thấy. Gia đình đã trình báo công an địa phương. Đến nay 4 ngày trôi qua, nhưng người phụ nữ này vẫn mất tích bí ẩn. Ngày 11 tháng 2, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán pháo nổ trái phép. Số pháo bị bắt lên đến 133 kg. Đó là Trần Tuấn Kiệt, 46 tuổi và Bùi Thanh Bảo, 25 tuổi. Trước đó, lực lượng bắt quả tang Kiệt đang vận chuyển bằng ô tô 81 hộp pháo nổ trái phép nặng 133 kg. Đối tượng này khai nhận các khối hình hộp trên là pháo nổ, được mua từ một người đàn ông không quen biết tại Campuchia với giá 500.000 đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về Đồng Nai để bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, công an bắt Bảo là đồng bọn với Kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng thì bị phát hiện. Ngày 7 tháng 2 vừa qua, Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới có nhiều thay đổi nhằm phù hợp với các quy định tại luật căn cước mới. Những mẫu thẻ này được đưa ra trong dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến từ người dân và các cơ quan tổ chức đến tháng 4 năm nay. Thẻ căn cước mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Theo dự thảo của Bộ Công an, mẫu thẻ mới sẽ có tên là căn cước thay vì căn cước công dân như hiện nay. Một quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thành Bộ Công an. Đặc biệt, theo đề xuất của Bộ Công an, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Đồng thời, hai mục thông tin về nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú sẽ được chuyển sang mặt sau của thẻ căn cước, thay vì mặt trước của thẻ như hiện hành. Bộ Công an cũng nêu rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực, vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước thì được cấp thẻ mới theo quy định. Ngay sau đây trong chương trình, gìn giữ điệu múa rồng lửa ở Hồng Kông, Trung Quốc. Dùng K-pop để chinh phục cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử Indonesia. Múa lân sư rồng được xem là loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian được người dân châu Á ưa thích vào mỗi dịp lễ Tết. Ở Hồng Kông, Trung Quốc còn có điệu múa rồng lửa vô cùng độc đáo. Nghi thức này xuất hiện tại đặc khu từ thế kỷ 19 và được nhiều thế hệ gìn giữ và bảo tồn đến tận ngày nay. Bắt nguồn từ truyền thuyết vào năm 1880, sau khi dịch hạch tấn công một ngôi làng tại Hồng Kông, người dân đã tạo mô hình rồng lửa rồi diễu hành trong 3 đêm vào dịp Tết Trung Thu để xua đuổi bệnh dịch. Theo truyền thuyết, khi đó người ta đã làm ra con rồng lửa từ rơm và nhang thơm để xua đuổi bệnh tật. Đó là lúc truyền thống múa rồng lửa bắt đầu hình thành. Con rồng nhồi rơm dài 67 mét được tạo tác từ nhiều cành mây, tre, dây gai, cỏ ngọc diệp và rơm, rồi cắm chừng 12.000 cây nhang đang cháy lên trước khi biểu diễn. Con quả long khổng lồ này cần khoảng 200 đến 300 người để di chuyển quanh các con phố và nhảy múa nhịp nhàng theo tiếng trống chiêng. Những người múa rồng thường sẽ có các vết phỏng khắp cơ thể, nhưng khi họ nâng rồng lên diễu hành, không một ai bỏ đi, dù cho tóc có bắt lửa và cháy rụi. Với mỗi người dân tại ngôi làng Tai Hàng, gìn giữ vũ điệu rồng lửa là trách nhiệm và cũng là gìn giữ. Năm 2011, điệu múa rồng lửa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong những ngày này, các khu phố Chinatown trên thế giới lại nô nức tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí. Chẳng hạn như lễ đốt pháo hoa thường niên tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, vốn đã là một sự kiện lâu đời. Du khách và người dân không ngừng reo hò và thưởng thức những màn trình diễn múa lân, âm nhạc và pháo hoa đầy màu sắc. Theo truyền thống châu Á, pháo được cho là có tác dụng xua đuổi tà ma trong năm mới và mang lại may mắn.
Năm nay là năm con rồng, năm của sức mạnh, trí tuệ và may mắn. Các gia đình từ khắp khu vực Lower East Side của New York đều đổ về đây để ăn mừng. Ngoài pháo hoa, du khách còn có thể mua quà tặng hay thưởng thức các món ăn truyền thống châu Á. Còn tại Mexico, khu phố người Hoa ở thủ đô Mexico City tràn ngập trong sắc đỏ. Trong số đa dạng các hoạt động giải trí, tất nhiên không thể thiếu biểu diễn múa lân sư rồng truyền thống. Bên cạnh đó là các buổi biểu diễn âm nhạc và múa, biểu diễn võ thuật và các món ăn đường phố. Ngày 14 tháng 2 tới đây, Indonesia sẽ bầu cử tổng thống với ứng cử viên Anies Baswedan. Chiến dịch tranh cử của ông nhờ cậy đến một văn hóa nước ngoài nhằm kiếm phiếu bầu, đó là K-pop của Hàn Quốc. Ứng viên Anies Baswedan quá thân thành thần tượng ca nhạc. Tại một sự kiện ủng hộ ông ở Jakarta, các fan K-pop cuồng nhiệt đã ghép mặt ứng viên này lên áo thun, biểu ngữ, gầy cổ vũ. Thông thường các chiến dịch tranh cử sử dụng những cách tiếp cận lỗi thời với những hình ảnh nhàm chán, trong khi thế này lại mang phong cách thời thượng và hấp dẫn. Thật thú vị khi ủng hộ Baswedan. Tôi rất vui vì cách tiếp cận K-pop này có thể trở thành một phương tiện cung cấp thông tin cho những người trẻ tuổi còn mơ hồ hoặc hoài nghi về chính trị. Mặc dù ban đầu họ quan tâm đến những khía cạnh thú vị của chiến dịch, nhưng sau cùng nó có thể trở thành một lối vào để tìm hiểu tầm nhìn và sứ mệnh của Baswedan. Thế hệ 8X, 9X và Gen Z chiếm hơn một nửa số cử tri của Indonesia. Do đó, các siêu sao K-pop được các chính trị gia xem như một cách thức để thu hút nhóm bỏ phiếu này. Ông Baswedan cũng tận dụng mạng xã hội TikTok phát livestream chiến dịch tranh cử của ông và trả lời trực tuyến câu hỏi từ những người ủng hộ. Vua Charles đệ tam của Anh vừa đến nhà thờ trong ngày 11 tháng 2. Đây là chuyến đi công khai đầu tiên của ông kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Vua Charles vẫy tay chào khi cùng hoàng hậu Camilla đến nhà thờ St. Mary Magdalene ở Sandringham, miền đông nước Anh. Vùng nông thôn này cũng là nơi ông lui về tịnh dưỡng sau lần điều trị đầu tiên đối với một dạng ung thư chưa xác định. Sự xuất hiện của vua Charles diễn ra một ngày sau khi ông lần đầu tiên gửi lời cảm ơn đến công chúng vì những tin nhắn ủng hộ và lời chúc sức khỏe mà ông nhận được kể từ ngày 5 tháng 2, thời điểm Điện Buckingham thông báo ông mắc ung thư. Nhà vua nói rằng đó là niềm an ủi và khích lệ lớn nhất với ông, vì việc chia sẻ thông tin mắc ung thư nâng cao nhận thức về căn bệnh này và giúp mọi người hiểu hơn về công việc của các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Trong khi điều trị, vua Charles đã hoãn các hoạt động trước công chúng, nhưng dự định tiếp tục thực hiện một số công việc từ xa và sẽ điện đàm hàng tuần với Thủ tướng Rishi Sunak. Một công ty tại Kenya đã chuyển đổi lá dứa, một phế phẩm của các nhà vườn trồng dứa, thành vật liệu dệt thân thiện với môi trường. Từ đó họ sản xuất các sản phẩm thời trang, đồng thời mang lại thêm nguồn thu nhập cho nông dân. Công ty Pankazi được thành lập bởi ba sinh viên đại học Olivia Akua, Mike Langat và Angela Nezomo. Từ một dự án tại trường, các bạn trẻ này nhận ra rằng việc đốt lá dứa phát ra một lượng khí thải vô cùng lớn, trong khi Kenya lại có khoảng 80.000 tấn rác thải từ dứa mỗi năm. Trước đây, chúng tôi phải đốt lá dứa hoặc dùng hóa chất để phân hủy. Giờ đây, chúng tôi có thể bán cho Pankazi với giá 15 shilling mỗi cây. Bằng cách thu gom và tái chế chất thải này, cứ 1.000 tấn chất thải thu được, chúng tôi giảm được 0,28 tấn khí thải carbon và methane ra môi trường. Pankazi đặt mục tiêu mở rộng quy mô toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề rác thải từ dứa ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, thiếu thốn cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm hay máy móc cũng đang giới hạn Pankazi trong việc sản xuất với số lượng lớn. Tiếp theo là những thông tin thể thao được cập nhật. Arsenal nhấn chim quá xàm trong trận cầu 6 bàn thắng. Atletico Madrid và Barca đều nhận kết quả bất ngờ trước các đội chiếu dưới. Thông tin cập nhật, rằng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật viện trợ nước ngoài quan trọng trị giá 95,3 tỷ đô la Mỹ với các khoản chi cho Ukraine và Israel. Dự luật nhận được 67 phiếu thuận và 27 phiếu chống. Dự luật bao gồm 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, 15 tỷ cho Israel và 4,83 tỷ để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có 9,15 tỷ viện trợ nhân đạo cho dân thường tại các khu vực đang xung đột trên toàn cầu. Tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển đến bỏ phiếu tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuy nhiên, Hạ viện đang phản đối dự luật này.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự quan tâm của quý vị chính là động lực lớn giúp chúng tôi làm ra những chương trình ngày càng hay hơn. Xin chúc quý vị tiếp tục có những ngày xuân vui vẻ, đầm ấm bên người thân và gia đình. Và đừng quên hãy tiếp tục mở TV vào lúc 6:30 và 18:30 mỗi ngày để cùng 60 giây chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.